Chào mọi người, mình là Tiểu Đào. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 10 của bộ phim Penthouse. Tập trước chúng ta đang nói đến Seok-hun bắt nạt bạn học trong trường. Thầy giáo thể dục vì chuyện này đã đến nhà mẹ Son-a. Nhìn thấy mẹ Son-a, ông nói một câu: đôi mắt của con gái cô rất giống với đôi mắt của cô. Mẹ Son-a lặng người một lúc, đổi ngay chủ đề nói về chuyện của Seok-hun. Thầy giáo thể dục muốn nhân cơ hội này dạy dỗ các học sinh, thay đổi hoàn toàn thói quen bắt nạt của các học sinh. Mẹ Son-a sau khi xem video giám sát của trường học, xin lỗi thầy giáo. Thầy giáo thể dục cũng nhân tiện nói về chuyện con gái của cô cũng từng bị những học sinh nhà giàu bắt nạt, rồi âm thầm quan sát phản ứng của mẹ Son-a. Đang nói chuyện, bố Seok từ trên lầu đi xuống. Hắn muốn thầy giáo thể dục có chuyện gì thì nói cho hắn. Hai người đàn ông nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy thù địch. Bố Seok gọi thầy giáo thể dục vào phòng sách, muốn tặng quà hối lộ. Thầy giáo thể dục đã nhận quà một cách hợp logic, hai người kẻ tung người hứng. Thầy giáo thể dục đã xóa bỏ video trước mặt bố Seok, nhưng thầy giáo lại khiến người ta cảm thấy ông đang cố ý tiếp cận bố Seok. Cảnh lại chuyển, mẹ Jonah đã chuyển đến cung điện Hera. Mọi người không thể tin được chuyện này. Cung điện Hera không phải là nơi tùy ý cho chó mèo vào được, phải có người giới thiệu mới được. Thế là mẹ Jonah lấy ra thư giới thiệu. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là người giới thiệu lại là bố Seok. Bố Seok cũng đã đến sảnh lớn làm chứng cho mẹ Jonah. Thư giới thiệu là hắn viết. Thực ra mọi chuyện đều là chủ ý của mẹ Son-a. Theo chỉ thị của mẹ Son-a, mẹ Jonah chuyển đến căn nhà bố Seok chuẩn bị mua. Sau đó nhân lúc đó đưa ra điều kiện, chỉ cần có thể chuyển đến cung điện Hera, mẹ Jonah sẽ bán căn nhà cho bố Seok. Bố Seok chỉ còn cách đồng ý. Jonah bước vào cung điện Hera trước mặt các bạn của mình, chính thức lấy danh nghĩa chủ hộ dùng thang máy trở về nhà mình, trở thành hàng xóm với mẹ con Kang. Lần này thật nở mày nở mặt. Jonah nhảy nhót thích thú. Cô không thể tin vào mắt mình, cô đã có thể sống trong cung điện Hera như thế. Mẹ Son-a đã làm mấy món ngon, hoan nghênh mẹ con Jonah đến ở, còn tặng Jonah một cây đàn piano mới. Nhìn thấy dáng vẻ Jonah đàn piano, mẹ Son-a dường như nhìn thấy con gái ruột của mình vậy. Đây là hạnh phúc vốn dĩ thuộc về con gái cô. Lúc này, Seo-jin lại cãi nhau với Jun-chan. Seo-jin biết cho dù kết hôn với cô, trong lòng ông xã từ đầu tới cuối không thể buông bỏ mẹ Jonah. Cô vẫn luôn cố gắng thoát khỏi cái bóng mà mẹ Jonah tạo ra cho mình. Không ngờ rằng mẹ Jonah lại chuyển đến cung điện Hera. Nhiều năm trước, mẹ Jonah và Jun-chan vẫn đang yêu nhau thắm thiết. Sau khi cổ cô bị thương đã xin nghỉ học, cô đi làm tiết kiệm tiền để đưa cho Jun-chan nộp học phí. Seo-jin nhìn hai người mặn nồng nên đã nảy sinh lòng đố kỵ. Cô nhờ bố mình viết thư giới thiệu để Jun-chan nhận được học bổng của quỹ Cheong-a, sau đó từng bước phá hoại hai người. Mẹ Jonah thấy người mình yêu lấy được học bổng của Cheong-a, sau đó hai người xảy ra mâu thuẫn. Mẹ Jonah không hy vọng anh lấy tiền của nhà Seo-jin, nhưng gia đình anh nghèo khó, có rất nhiều chuyện cần dùng đến tiền, anh cũng không còn cách nào khác. Còn trách mẹ Jonah về lý do ngăn cản mình lấy tiền học bổng là do cảm giác tự ti trong lòng. Đôi tình nhân xảy ra bất đồng, chia tay không vui vẻ gì. Khi tình cảm hai người xuất hiện vấn đề, Seo-jin nhân cơ hội chen vào, sưởi ấm đối phương, chủ động hôn. Nhiều năm sau, người con gái dịu dàng chu đáo lại thường hay nổi giận, mở miệng ra là mắng. Jun-chan thấy Seo-jin như mắc bệnh tâm thần, đột nhiên cảm thấy cô rất lạ. Jun-chan đáp lại, Seo-jin vì cảm giác tội lỗi mà làm loạn nên mới luôn để ý đến mẹ Jonah. Seo-jin nổi giận đùng đùng tát Jun-chan, để anh lựa chọn giữa cô và mẹ Jonah. Đến tối, mẹ Son-a mơ thấy lúc con gái mình trước khi ngã xuống lầu. Đứng trong thang máy, cô nhìn thấy Seo-jin đang bóp lấy cổ con gái mình, vẻ mặt đầy đáng ghét, trong khi đó bố Seok chỉ đứng bên cạnh. Mẹ Son-a tỉnh lại, ông sẽ đứng trước giường. Cung điện Hera mà bố Seok đã đổ biết bao tâm huyết trong nhiều năm, nay lại vì việc mẹ Jonah chuyển đến làm cho uế, trở nên không hoàn hảo. Hắn liên tục cảnh báo mẹ Son-a, đừng có qua lại quá thân với mẹ Jonah. Lần đầu tiên mẹ Jonah đến khu tập gym cao cấp của cung điện Hera, cô để bố Lee dạy cô dùng các thiết bị. Mẹ Jonah không ngừng định hót, lúc thì gọi oppa, lúc thì khen lấy khen để. Bố Lee được tâng bốc và bị mua chuộc ngay tại chỗ. Mẹ Jonah bây giờ đã có sức mạnh, cũng không còn sợ Seo-jin nữa. Cô nói với Seo-jin, cô sẽ đòi lại tất cả bao gồm cả dinh thự tầng 85 Seo-jin đang ở và tất cả những thứ Seo-jin đã cướp mất. Seo-jin vô cùng tức giận, cô để thuộc hạ tìm kiếm tung tích một người phụ nữ có quan hệ với mẹ Jonah. Cảnh lại chuyển, trường Cheong-a bắt đầu buổi tuyển chọn người mẫu đại diện cho trường, một nam và một nữ. Người được chọn làm người mẫu có thể chủ trì nhiều hoạt động khác nhau. Mọi người đều rất háo hức, lần lượt giơ tay đăng ký. Jonah cũng tham gia, Seok-hun vẫn luôn âm thầm theo dõi Jonah. Những chi tiết nhỏ này đã bị Eun-bi nhìn thấy. Eun-bi chặn anh lại, bày tỏ với anh, nhưng lại sợ bị từ chối nên nói với anh sau khi kết thúc cuộc tuyển chọn người mẫu mới nói đáp án cho cô. Bố Seok cuối cùng đã thu mua được căn nhà từ tay mẹ Jonah. Kế hoạch kiếm tiền của hắn chính thức bắt đầu. Nghe nói có một Hàn Kiều tại Mỹ tên là Logan Lee vô cùng hứng thú với mảnh đất này, vì chuyện này còn cố ý bay về Hàn. Logan Lee sở hữu tòa nhà 100 tầng ở Manhattan, vô cùng giàu có. Bố Seok chuẩn bị bán căn nhà này cho đối phương với giá cao, kiếm một khoản lớn. Trước đó, Son-a vì cái tên Anna mới đến phỏng vấn gia sư, mà kiều bào người Mỹ lại có tên là Logan Lee. Có thể giữa hai người có quan hệ. Mẹ Jonah chuẩn bị bánh gạo chia cho nhân viên làm việc trước sảnh dưới lầu. Vì sợ bị đuổi việc, chẳng ai dám nhận. Có duy nhất một người nhận còn vứt lại vào trong thùng rác ngay trước mặt cô. Cảnh này đã bị mẹ Kang và mẹ Lee nhìn thấy. Bọn họ chế giễu cô vừa quê mùa vừa giản dị. Sau đó, mẹ Kang nhận được một cuộc điện thoại bí mật rồi vội vàng rời đi. Mẹ Lee chỉ nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm và mấy câu. Mẹ Kang vội vàng rời đi không phải hẹn hò với tình nhân mà đến phòng tắm hơi. Thực ra mẹ Kang vẫn luôn phục vụ cho các quý phụ giàu có ở phòng tắm hơi.
Những phụ nữ giàu có này đều rất thích mẹ Cang, đặc biệt là cô Song. Mẹ Cang miệng lưỡi không những khéo, làm việc còn chăm chỉ. Trước đó còn từng cứu mạng bọn họ. Có lần cô Song bị ngất trong nhà tắm, mẹ Cang còn không kịp mặc quần áo bên ngoài. Mặc đồ nội y cõng cô Song chạy đến bệnh viện. Trên đường đi đã bị ngã, vết thương ở chân của mẹ Cang bị lưu lại vào lúc đó. Không chỉ là cô Song, rất nhiều quý phụ xảy ra tai nạn đều do mẹ Cang cứu giúp. Mọi người đều nhớ đến ân tình của mẹ Cang, thường chia sẻ một vài thông tin cho mẹ Cang. Mẹ Cang nghe thấy những thông tin đó không ngừng đầu tư kiếm tiền, phát tài giàu có. Từ một người làm công dần dần leo lên đến vị trí này. Mặt khác, Logan Lee ăn mặc áo khoác da, lái xe máy bước vào khách sạn cực ngầu. Bố Sóc ở dưới lầu hẹn gặp, lại bị từ chối lần nữa. Bố Sóc vô cùng tức giận, nhưng vì kiếm tiền nên hắn kiềm chế cảm xúc lại, chỉ có thể tiếp tục đợi cơ hội gặp mặt. Các đứa trẻ khác trong cung điện hè ra đến nhà Jonah chơi, cô còn đuổi mẹ ra ngoài. Trước khi đi, mẹ Jonah đã chuẩn bị một bàn ăn, có bánh gạo, gà rán và rất nhiều thứ trên bàn. Những đứa trẻ không hề thích chút nào. Những đồ ăn này bình thường bọn họ không hề ăn ở nhà. Chỉ có Sóc Hun không hề để ý đến mà bắt đầu ăn, biểu cảm lộ ra nét rất vui. Các đứa trẻ khác cũng thử một miếng, chớp mắt đã bị thu phục bởi những đồ ăn ngon này. Umbi càng thêm tức giận. Cô mượn cớ đi vệ sinh, đi vào phòng Jonah lén xem nhật ký của cô. Trong nhật ký, Jonah viết mình thích Sóc Hun. Vừa nhìn đến đấy, Sóc Ki Ung bước vào phòng cắt ngang Umbi. Umbi vừa đi, Sóc Ki Ung chợt thay đổi sắc mặt. Cô cũng lục lọi đồ đạc của Jonah, nhưng lại bị anh trai ngăn cản, cô lại làm ra vẻ không có gì. Ngày hôm sau, Jenny phát hiện cặp tóc kim cương của cô không thấy nữa. Cả lớp bị lục soát một lượt, nhưng cũng không tìm thấy cặp tóc. Nhưng lại tìm thấy trong cặp sách và hộp bút của Jonah phát hiện một bao thuốc lá và một cuốn tạp chí người lớn. Jonah không biết những thứ này từ đâu ra, nghi ngờ Jenny cố ý hãm hại mình. Hai cô gái phát sinh xung đột. Jonah bị đẩy ngã, Sóc Hun vô cùng lo lắng cho Jonah. Sau khi tan học, anh trai hỏi em gái có phải cô đã hãm hại Jonah. Em gái không chịu nhận, anh trai rất thất vọng về em gái. Thực ra mọi chuyện đều do Umbi làm, là cô để bao thuốc và cuốn tạp chí vào cặp sách của Jonah. Cặp tóc của Jenny cũng là do Umbi cố ý lấy mất. Jonah hút thuốc, còn xem tạp chí người lớn. Lần này chứng cứ đầy đủ, có thể bị trường cho nghỉ học. Thầy giáo âm nhạc và Seo Jin bàn bạc chuyện này, chuẩn bị đuổi Jonah đi. Đuổi Jonah ra khỏi trường còn không đủ, Seo Jin còn muốn đuổi mẹ Jonah ra khỏi cung điện Hera. Mẹ chồng của mẹ Jonah cũng chính là người phụ nữ mà Seo Jin tìm người đi điều tra, đến sảnh của cung điện Hera, gửi cho mẹ Jonah một thông báo lớn, lý do là mẹ Jonah đã bỏ rơi mẹ chồng đang bị bệnh sau khi chồng cô qua đời. Mẹ chồng hàng tháng cũng phải lo lắng đến cái ăn cái mặc, còn mẹ Jonah lại sống trong biệt thự sang trọng này. Cả đám người nhìn vào, chỉ trỏ vào mẹ Jonah. Mẹ Jonah bị mất mặt vô cùng. Nếu như mẹ chồng đã không nể mặt, mẹ Jonah cũng có gì nói nấy. Sau khi chồng ngoại tình đã uống rượu say rơi xuống lầu từ lan can mà chết, khi chồng còn sống còn mượn tiền cho tình nhân mở quán. Sau khi chết, số tiền này lại do mẹ Jonah trả. Làm mẹ chồng, là bà nội của Jonah nhưng chưa một lần làm tròn nghĩa vụ của một người bà. Chỉ nhận tiền, không nhận người. Trong tang lễ của con trai, mẹ chồng lấy tiền chạy mất, còn sợ mẹ Jonah chia nhà, chủ động đoạn tuyệt quan hệ với cô. Bây giờ mẹ Jonah đã sống cuộc sống tốt hơn, bà còn mặt dày đến tìm cô. Những lời này vừa nói ra, mọi người đều cảm thấy mẹ Jonah đáng thương. Mẹ Jonah còn xin lỗi mọi người vì chuyện trong nhà đã làm phiền hàng xóm. Những người chứng kiến càng thương cảm cho mẹ Jonah, đặc biệt là mẹ Lee. Về vấn đề mẹ chồng nàng dâu, cô cũng đồng cảm, không ngừng rơi nước mắt. Bố Lee không hiểu được, vốn dĩ không hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Jun Chun cũng đã đoán được, chắc chắn là vợ mình giở trò phía sau. Anh nói với Seo Jin, cô thua rồi. Cô căn bản không thể đuổi được mẹ Jonah. Mẹ Jonah gọi mẹ chồng đến, hỏi là ai tiết lộ cho bà chuyện cô chuyển đến ở trong cung điện Hera. Chỉ cần mẹ chồng thành thực nói ra, mẹ Jonah sẽ tìm cho bà một căn nhà có đầy đủ tiện nghi. Đến tối, mẹ Jonah uống rượu một mình, còn gọi Jun Chun đến. Mẹ Jonah than phiền cuộc đời của mình toàn những rắc rối. Mặt xấu hổ nhất đã bị mọi người nhìn thấy. Thực ra Jun Chun cũng rất tự trách, nếu như lúc đó không chia tay, bây giờ mọi chuyện có lẽ đã không như vậy. Mẹ Jonah xoa xoa bàn tay của Jun Chun, nói với anh, đừng tự trách mình, cũng đừng xin lỗi. Mọi người không có lỗi, chỉ là lúc đó quá trẻ. Đúng lúc Seo Jin đến nơi nhìn thấy hai người ở trong tiệm, mẹ Jonah đã tia thấy Seo Jin, lảo đảo đứng lên, không đứng vững nên đã ngã vào lòng Jun Chun, nhìn về Seo Jin, dường như quá khứ lặp lại lần nữa. Nhiều năm trước tại nơi này cũng từng xảy ra cảnh tương tự. Mẹ Jonah ở bên ngoài nhìn thấy Seo Jin chủ động hôn người yêu của mình. Sau khi hôn xong, Seo Jin nhìn thấy mẹ Jonah ở bên ngoài cửa sổ, lại hôn đối phương lần nữa. Jun Chun cũng không nhịn được, tích cực đáp lại. Mẹ Jonah tức giận bỏ đi. Sau đó, mẹ Jonah thành thật nói với Jun Chun, vừa rồi Seo Jin nhìn thấy hai người ôm ấp, Jun Chun liền đuổi theo. Thực ra mẹ Jonah cố ý gọi cả hai vợ chồng Seo Jin đến. Sau khi cô biết được Seo Jin tìm đến mẹ chồng cô đến gây chuyện, liền gọi Seo Jin đến gặp mặt. Những uất ức mà cô từng chịu đựng nhiều năm nay, cô muốn trả lại toàn bộ không thiếu cái nào. Seo Jin phát hỏa, đến biệt thự hẹn hò người tình. Jun Chun vẫn luôn đi theo phía sau, nhìn thấy Seo Jin đi vào biệt thự và hôn bố Sóc. Jun Chun quả thực không dám tin mọi thứ trước mắt mình nữa. Phút chốc tức giận tràn lên đầu, anh đi vào biệt thự, lấy khẩu súng treo trên tường xông vào trong. Một tiếng súng vang lên. Thế mới nói sau khi vào phòng tại sao không khóa cửa chứ. Mặt khác, mẹ Jonah ở nhà tắm xong xuôi, mặc lên bộ đồ ngủ gợi cảm. Nghe thấy có người gõ cửa, mẹ Jonah úp bức ảnh chụp với con gái xuống. Hình như muốn làm gì đó, Jun Chun bên ngoài toàn thân ướt sũng, trên tay chỉ có vết máu. Vẻ mặt nhếch nhác nằm gọn trong lòng mẹ Jonah.
Trong tập này xuất hiện Logan Lee, cảm giác như là người này ở Mỹ đã được Anna cứu sống, còn về thân phận thực sự của người này còn chưa được biết. Nhưng từ giọng nói và một vài cảnh ngắn ngủi, mình cũng đoán là thầy giáo thể dục. Còn có đúng hay không, chúng ta tiếp tục xem nhé. Tập phim kết thúc. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Hãy nhấn theo dõi kênh để nhận được những thông báo cho những video tiếp theo nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại.